Hello, xin chào anh em. Như anh em đã thấy ở trên màn hình là logo của Binance. Thời gian vừa qua thì Binance đã làm rất nhiều cách listing lên sàn rất nhiều những token mới để có thể kéo được, để có thể dẫn dụ được cái dòng tiền trở về với thị trường crypto. Còn đây là dự án WorldCoin, một cái dự án tiêu biểu cho những cái dự án mới được listing ở trên Binance mà mình nói vừa nãy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao mình lại lấy ví dụ là WorldCoin chứ không phải là Acam hay là bất kỳ một cái dự án nào khác? Thì những cái lý do xoay quanh đấy có rất là nhiều. Tuy nhiên mình rất muốn review cái dự án này, bởi vì từ cái thời điểm mà mình vào HC Capital, tức là đầu năm 2021, thì cái tên WorldCoin đã xuất hiện rồi và đã bắt đầu raise vốn rồi. Nó raise vốn từ năm 2021, raise sang năm 2022 và đến năm 2023 vẫn tiếp tục raise vốn. Tổng cái con số đã raise được lên đến là 240 triệu đô. Nó là một con số cực kỳ khủng khiếp ở trong thị trường truyền thống. Tuy nhiên, đối với thị trường crypto thì WorldCoin đã raise được 240 triệu đô chỉ bằng white paper, chỉ bằng lực lượng, đội ngũ dự án và những kế hoạch của dự án. Sau vòng raise vốn ở năm 2021 được định giá là 1 tỷ đô. Sau vòng raise vốn của năm 2022 được định giá lên con số 3 tỷ đô. Vậy ở thời điểm hiện tại, sau khi đã listing xong thì liệu WorldCoin sẽ thành công hay không? Hay nó sẽ trở thành một hoàng tử ICP thứ hai? Đấy là câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải ngày hôm nay. Và mình là Steel đến từ HC Capital. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem dự án này là làm về cái gì. Thì vào năm 2021, khi mà cái tên WorldCoin xuất hiện thì nó đi kèm với cái tên là đồng tiền thế giới. Không chỉ dịch ra từ WorldCoin mà đấy chính là mục đích của dự án. Thì WorldCoin sẽ thuộc sở hữu chung và sẽ được phân phối công bằng cho càng nhiều người càng tốt với cái quy mô là toàn cầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì WorldCoin lại được coi là có sứ mệnh phát triển theo thiên hướng là trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI nhiều hơn. Khi mà đầu năm 2023 thì cái trend này nó nổ ra và những cái sản phẩm của WorldCoin tình cờ thay nó lại hoàn toàn phù hợp với cái hướng đi này. Thì WorldCoin hiện tại là cái dự án đầu tiên phát triển các cái sản phẩm về định danh người dùng thông qua việc là quét võng mạc của người dùng, sau đó xác minh cái danh tính ở trên blockchain. Và chính vì cái công nghệ như thế mà mới đây mới có cái thông tin là WorldCoin bị điều tra bởi cơ quan quản lý của Anh. Đất nước đã phá vỡ các cái cây phát sóng 5G vào năm 2021 vì cho rằng đây là nơi phát ra cái virus corona. Nói điều tra nặng nề thế thôi, tuy nhiên nó chỉ là cái việc xem xét về cái việc nắm giữ các cái thông tin sinh trắc học của Ủy ban Thông tin Quốc gia Anh. Vậy thì WorldCoin thực sự hoạt động như thế nào? Thì thông qua cái nhãn cầu OBR thì người dùng WorldCoin sẽ có thể xác minh được cái danh tính của bản thân bằng cái cơ chế Proof of Personhood. Thì đây là cái dữ liệu ở trên blockchain, và theo đội ngũ của WorldCoin thì World ID thuộc dự án sẽ hoạt động như một cái hộ chiếu kỹ thuật số toàn cầu, và chúng hoàn toàn có thể được lưu trữ ở trong điện thoại của người dùng. Với cái World ID thì người dùng có thể xác nhận được cái danh tính của bản thân mà không cần đến các cái thông tin nhận dạng như các cái số điện thoại hay địa chỉ email. Thì hiện tại đã có gần 2 triệu người đăng ký cung cấp dữ liệu sinh trắc học, chủ yếu là ở phía Nam bán cầu. Có hai đặc điểm nổi bật có thể kể đến khi mà nhắc đến cái dự án này. Thứ nhất là về việc tiếp cận người sử dụng mới thông qua công nghệ là Proof of Personhood. Thì công nghệ này giúp cho mỗi người sẽ được xác minh và có cái danh tính kỹ thuật số ở trên mạng lưới của WorldCoin. Và mục tiêu đặt ra là có thêm 1.500 cái nhãn cầu OBR đặt ở trên thế giới để có thể nhận được những cái thông tin về võng mạc và phân phối đủ lượng token cho những người có nhu cầu tham gia vào mạng lưới của WorldCoin. Thứ hai có thể kể đến là khả năng bảo mật, khi mà WorldCoin tận dụng tất cả khả năng bảo mật của mạng lưới Ether và dùng cái công nghệ ZK để có thể có các cái thông tin ở trên OBR mà không bao giờ bị leak những cái thông tin này ra ngoài. Nói về ưu nhược điểm của dự án này, trước hết là ưu điểm thì dự án có sự tham gia của Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, là một cái tổ chức nghiên cứu về AI hàng đầu thế giới. Thứ hai là sử dụng cái công nghệ quét mống mắt để tạo ra cái danh tính kỹ thuật số duy nhất dành cho mỗi người, và chưa có bất kỳ một dự án nào trên thị trường làm như vậy. Thứ ba là dự án phát hành tiền điện tử và tặng cho bất kỳ ai tham gia vào World ID ở một số những cái quốc gia hiện tại đang được cho phép. Thì điều này khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái của WorldCoin. Về nhược điểm thì dự án vẫn còn rất mới và chưa được kiểm chứng bởi thị trường. Thứ hai là dự án đang còn gặp phải rất nhiều những cái chỉ trích và lo ngại về an toàn và bảo mật cũng như là đạo đức khi mà sử dụng cái thiết bị là quét mống mắt. Và cuối cùng là dự án có thể gây những cái tranh cãi về tính công bằng, minh bạch của việc tặng cái đồng WorldCoin dành cho những người dùng mới. Có thể có những người sẽ không đủ điều kiện để nhận cái WorldCoin này, hoặc là có những người sẽ nhận được nhiều hơn những người khác. Đây là tokenomics và lịch vesting của đội dự án. Thì community chiếm 75% tổng cung, của investor sẽ chiếm 13,5% tổng cung, và Development Team thì sẽ chiếm 9,8% tổng cung, và cuối cùng là Reserve sẽ chiếm 1,7% tổng cung. Dựa vào cách dự án phân phối token thì khi mà có 75% token dành cho cộng đồng và phần lớn dùng để trả thưởng dành cho người dùng khi mà tiến hành định danh. Lịch vesting của WorldCoin thì cũng đang cho thấy cái sự toan tính của đội ngũ phát triển dự án vào giai đoạn 6 tháng cuối năm 2024, khi mà cái lượng cung lưu thông quanh cái mốc là 2 tỷ token chiếm khoảng tầm 20% tổng cung. Thì đây là cái tỷ lệ lý tưởng để có thể thổi giá cho các cái loại token, tương tự như Uni đã làm với Chain DeFi khi mà có mức tăng trưởng khủng khiếp, và LeadChain trong cái sóng run bull giai đoạn tháng 11 năm 2020. Thì khoảng thời gian này nó kéo thị trường vào một năm 2021 uptrend toàn diện. Tiếp theo là về backer. Thì nhìn vào bức hình này thì chắc chúng ta cũng không có quá nhiều điều để nói về backer. Gần như tất cả đều là những cái tên chất lượng, những cái top quỹ đầu tư của mùa trước đều chia nhau miếng bánh của dự án này. Coinbase, BN Capital, Multicoin hay là A16Z tranh giành nhau, thì cái sự hỗ trợ cũng như advisor cho dự án là vô cùng lớn đây anh em ạ. Vậy là chúng ta cũng đã đi qua hết một vòng những cái ưu điểm, nhược điểm, cách hoạt động, tokenomics cũng như backer của dự án WorldCoin. Vậy thì anh em đưa ra kết luận như thế nào, đánh giá như thế nào về dự án WorldCoin này? Thì anh nhớ comment ở phía dưới để mình có thể thảo luận cũng như trao đổi thêm với anh em nhé. À, có một điều nữa mà anh em hãy lưu ý, đây là một video mà mình đánh giá và phân tích dự án WorldCoin dựa trên những quan điểm của mình. Vậy nên nó không phải một lời khuyên đầu tư, mà anh em hãy sử dụng nó như là một cái tài liệu tham khảo, góp thêm những góc nhìn mới vào những cái kết luận của anh em để có thể đưa ra được cách xuống tiền, cách đi tiền như thế nào thật là hợp lý đối với thị trường ở thời điểm hiện tại. Nó khá là nhạy cảm, hãy lưu ý điều đấy anh em nhé. Chúc anh em thành công.